Cũng trong ngày hôm qua thì tại Hàn Quốc và Mỹ cũng đồng loạt xảy ra những vụ cháy nhà cao tầng gây nhiều thương vong. Tại Hàn Quốc thì 2 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương trong một vụ phóng hỏa tại khách sạn 5 tầng ở tỉnh Quang Chu. Đội cứu hỏa đã dập tắt đám cháy khoảng 30 phút sau khi lửa bùng phát. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một nghi phạm họ Kim, người khai nhận đã dùng bật lửa đốt một chiếc gối trong phòng khách sạn ở tầng 3, sau đó bỏ ra ngoài. Trong khi đó tại Mỹ thì ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong một vụ cháy chung cư 3 tầng tại trung tâm thành phố Las Vegas. Đội cứu hỏa đã dập tắt đám cháy trong chưa đầy 1 phút, tuy nhiên khói dày đặc hạn chế tầm nhìn trong khi nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Một số cư dân đã nhảy xuống phía dưới qua cửa sổ trên tầng cao. Lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong bên trong tòa nhà và 3 thi thể bên ngoài tòa nhà. Sở cứu hỏa Las Vegas cho biết đây là vụ cháy gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử của thành phố. Các điều tra viên cho rằng lửa bùng phát từ một lò sưởi trong một căn hộ ở tầng 1.